không kêu học với Nhân, không chịu học. Nhưng mà con vẫn thuộc. Kêu với Nhân là mình sẽ kêu học với Nhân. Chia luôn. Nhưng mà con vẫn thuộc. Còn cô hỏi thuộc. Cái gì? Cô hỏi con cái gì? Cô hỏi là 5 nhân 5 bằng mấy? Chứ sao mà con trả lời 5 nhân 5 mấy? 5 nhân như... xong rồi á. Tiếp tục phép nhân 2 luôn. Xong rồi hỏi xong rồi á. Hỏi xong rồi tới lượt bạn Quốc Cường. Ví dụ bạn Vi Mi Kim, xong rồi tới bạn Vi Đừng Vi, xong rồi tới con, xong rồi tới bạn Quốc Cường. Tới lượt bạn Quốc Cường. Bạn nó nói là lúc mà con mới nói, bạn nó nói yeah, mình thuộc giờ mình tối qua mình có học rồi. Vậy cái xong rồi lúc mà lên á, cô hỏi bạn nó là mình đi đâu không mà bạn không biết. Vậy mà nãy bạn nó nói với con nó thuộc. Ví dụ là gì đâu.